Chuồng lưu trú ngang 2m, mốt cao 2m, sâu 60 cho các spa. Xin chào mọi người, lại là mình Linh Lồng Sấy Mèo đây. Thời gian gần đây, vì bận làm chuồng mèo, lồng sấy trả cho khách nên mình không có nhiều thời gian lên video cho các bạn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, xưởng nhận được đơn từ khách hàng ở 104 Nguyễn Thuật, dự kiến thi công trong một tuần. Chuồng gỗ không chỉ để tạo ra một không gian sống thoải mái cho những chú mèo mà còn mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi như ở nhà. Việc nhận lưu trú mèo không chỉ đơn thuần là cho chúng ăn và chăm sóc mà còn đòi hỏi một không gian sống thoải mái và an toàn. Vì vậy, nhiều shop đã quyết định thay chuồng sắt bằng chuồng gỗ để mang lại cảm giác tốt nhất cho các bạn mèo lưu trú. Bởi vì giá thành chuồng gỗ sẽ cao hơn chuồng sắt và mỗi chuồng sẽ mang nét đặc trưng của shop bạn, cho nên trước khi quyết định đầu tư cho khoản này, các bạn cần cân nhắc vài điều sau. Trước tiên, bạn cần xác định kích thước của chuồng. Điều này phụ thuộc vào số lượng mèo mà bạn sẽ nhận chăm sóc hàng ngày. Chuồng cần đủ rộng để mèo có thể di chuyển thoải mái và có không gian riêng để nghỉ ngơi. Sau khi đã xác định kích thước, bạn hãy nghiên cứu về vật liệu và màu sắc của chuồng. Bên shop mình sẽ thi công chuồng bằng gỗ công nghiệp HDF đã phủ melanin kháng nước, hoặc cao cấp hơn thì bằng gỗ thông phun BU tự nhiên. Gỗ thông hoặc MDF thường được ưa chuộng vì độ bền và khả năng chịu lực tốt. Gỗ đã được kiểm tra kỹ lưỡng, xử lý mối mọt và tránh chọn những loại có hóa chất độc hại vì mèo có thể gặm nhấm. Sau khi đã xác định được chất liệu và kích thước, bạn cần tìm vị trí đặt chuồng và lên ý tưởng bản vẽ. Nếu bạn không có năng khiếu trong thiết kế thì đừng lo, shop mình sẽ giúp bạn làm điều đó miễn phí. Như trong video, bạn chủ sắp quyết định sẽ đặt chuồng ở vị trí này vì đây là khu vực khách ra vào thường xuyên, sẽ thuận tiện quan sát các hoàng thượng mà khách gửi. Đây cũng là vị trí rộng rãi và thẩm mỹ nhất trong shop. Để nâng cao tính thẩm mỹ cho sản phẩm, ngoài việc sử dụng máy để dán chỉ những chi tiết lớn tại xưởng, thì những chi tiết nhỏ sẽ được dán bằng tay ngay tại shop. Xưởng sẽ tiến hành đo đạt lấy kích thước và dán chỉ tỉ mỉ, nhằm đảm bảo tính liền mạch và giảm thiểu lỗi thẩm mỹ. Cách làm này không chỉ giúp sản phẩm trông hoàn thiện hơn mà còn mang lại cảm giác tinh xảo và chất lượng. Trong quá trình làm, mình nhận thấy việc nối điện trực tiếp vào chuồng không chỉ không đẹp mà còn tiềm ẩn nguy cơ nếu các bé mèo chơi đùa làm đứt dây điện. Vì vậy, mình đã tư vấn cho chủ sắp tận dụng gỗ dư để tạo ra một bảng điện độc lập. Bảng điện hình con mèo không chỉ an toàn mà còn tăng thêm tính độc đáo cho sản phẩm, giúp tạo điểm nhấn thú vị và thu hút hơn. Việc thiết kế bảng điện độc lập như thế này quả thực đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật. Mặc dù nó tốn công sức hơn so với việc nối điện trực tiếp vào chuồng, nhưng điều này mang lại nhiều lợi ích đáng giá. Cô chủ shop không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng, với tài nấu nướng tuyệt vời, cô luôn chuẩn bị những buổi trưa đầy đủ dinh dưỡng cho xưởng. Ăn xong, mọi người chỉ nghỉ ngơi khoảng 15 phút là trở lại công việc, giúp rút ngắn thời gian, hoàn thành công việc đúng tiến độ mà còn cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong quá trình làm việc. Nắm được tâm lý của shop, khi mà thời gian thi công kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc mua bán, nên xưởng đã chủ động giảm giá sản phẩm và thay vào đó là bữa trưa cho thợ. Việc nối dây điện cho chuồng mèo không chỉ đơn thuần là một công việc kỹ thuật, mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và tiện nghi. An toàn sẽ là yếu tố hàng đầu, mọi kết nối phải chắc chắn, không có nguy cơ rò rỉ điện để bảo vệ cả mèo và con người. Bên cạnh đó, sự thẩm mỹ cũng rất quan trọng, dây điện không nên gây mất mỹ quan, vì vậy phải sắp xếp chúng một cách gọn gàng, và đặc biệt hơn là xưởng mình dùng co nhiệt để cách điện các mối nối thay vì băng keo điện truyền thống. Tiện nghi sử dụng cũng không kém phần quan trọng, các công tác cần được bố trí ở vị trí hợp lý, dễ nhớ, khoa học. Cuối cùng, một yếu tố không thể bỏ qua là việc tiết kiệm nguyên vật liệu, cần tính toán hợp lý để tránh lãng phí, đảm bảo rằng mọi chi tiết đều được tối ưu hóa, từ đó vừa đẹp vừa bền, nhưng vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận cho xưởng.
Như vậy thì, quá trình làm chuồng cũng đã tiến vào những công đoạn cuối cùng. Việc lắp cửa là một bước cực kỳ quan trọng, có thể ảnh hưởng đến 70% độ hoàn thiện của sản phẩm. Cửa cũng cần đảm bảo độ chắc chắn để ngăn chặn các cuộc tẩu thoát của các báo thù. Để cửa chuông được đều, đẹp cần phải có sự chính xác cao khi khoan bản lề, bởi nếu bản lề không được gắn đúng vị trí, cửa sẽ không thể mở hoặc đóng dễ dàng. Khi khoan lỗ cho bản lề, cần chú ý đến khoảng cách giữa các lỗ khoan và cạnh của cửa. Điều này không chỉ giúp cửa hoạt động trơn tru mà còn tạo tính thẩm mỹ, đảm bảo rằng cửa không bị lệch khi mở ra hoặc đóng vào. Xưởng mình đang gấp rút hoàn thiện các bước cuối cùng để kịp bàn giao cho chị chủ sắp trong ngày hôm nay. Quá trình lắp ráp một chiếc chuồng mèo thực sự đòi hỏi nhiều kỹ thuật, độ tỉ mỉ cao hơn và nhiều giai đoạn hơn so với việc lắp tủ quần áo. Khác với tủ quần áo, chuồng mèo không chỉ là một món đồ nội thất đơn thuần, mà còn là một không gian sống cho thú cưng. Điều này có nghĩa là chúng ta phải xem xét đến tính năng, sự thoáng mát và cả khả năng chịu lực để bảo vệ các thành viên nhỏ của gia đình. Các công đoạn như lắp ráp khung, gắn cửa và trang trí bên trong đều cần được thực hiện với sự chăm chút nhất định. Vì vậy, các bạn sẽ không thể so sánh trực tiếp chuồng mèo với tủ quần áo cùng kích cỡ. Xưởng mình không chỉ tạo ra một sản phẩm, mà còn mang đến một không gian an toàn và ấm cúng cho những người bạn bốn chân. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm và hiểu rõ hơn về giá trị thực sự của sản phẩm mà xưởng mình đang cung cấp. Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn khách hàng gần xa đã ủng hộ xưởng trong suốt 5 năm qua. Đặc biệt, có những bạn khách từ tận Campuchia hoặc Nhật Bản vẫn nhiệt tình hỗ trợ. Điều này thật sự là động lực lớn lao để xưởng tiếp tục phát triển. Trong hành trình này, mỗi sản phẩm chúng mình tạo ra không chỉ đơn thuần là một món đồ mà còn là một phần của tình yêu thương dành cho những chú mèo cưng. Sự ủng hộ của các bạn đã giúp xưởng mình không ngừng cải tiến, nghiên cứu và phát triển các mẫu chuồng mèo, lồng sấy và nhà vệ sinh tự động mới. Xưởng mình luôn đặt tiêu chí chất lượng và sự thoải mái của thú cưng lên hàng đầu để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm ra đời đều mang lại niềm vui cho cả mèo và chủ nhân. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng xưởng trong suốt thời gian qua. Hy vọng trong những năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tạo ra nhiều điều tuyệt vời hơn nữa cho cộng đồng yêu thú cưng. Chúc các bạn và các bé cưng luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Hoàn thiện dàn chuồng cao 2m1 ngang 2m cho bạn Thủy ở 104 Nguyễn Thục, Chúc Pet Shop. Đó. Bà chủ đang dọn dẹp shop đây, không thiếu thứ gì hết. Nhà nhận lưu trú rất rẻ, chỉ có 20.000 một ngày thôi, cho ăn cơm thìa tự dọn luôn. Dàn chuồng này là mình làm khoảng 2-3 ngày là xong. Không, mình làm chỉ có 5 triệu thôi. Không xong, không xong thì 5 ngày. Không tắt tổng nè, không dùng là tắt này xuống. Điện từng phòng luôn. Tắt điện xuống là có nét đẹp riêng, bật là có nét đẹp riêng.